Rồi, ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay bên em lại lên được một ít điện thoại giới thiệu cho mọi người. Hệ thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần thì bên em sẽ lên video đăng bán giới thiệu số mẫu điện thoại mới về nha mọi người. Thì kênh của em chuyên mua bán trao đổi điện thoại qua sử dụng mới cũ cũng được nha mọi người. Giá hợp lý thì anh em mua hết. À, thì đây là số điện thoại mua hàng bên em. Anh chị mình xem video, nếu như mình có nhu cầu chốt hàng hoặc cần trao đổi máy, ví dụ mình đang xài máy đời thấp mình muốn trao đổi lên máy đời cao á, thì mình có thể gọi trực tiếp số điện thoại giúp bên em ha. Đây là số điện thoại bên em 0767347340. Một là mình gọi trực tiếp, hoặc là nếu mình ngại gọi điện á, thì mình có thể nhắn tin qua ứng dụng Zalo ha. Bên em có hai hình thức liên hệ, thì là kênh YouTube của em, nói chung là clip nào cũng vậy thôi. Em đăng 2 năm mấy đây rồi, hơn gần 500 clip rồi quý vị, 440 mấy clip rồi. Thì tất cả các thông tin của bên em đều để trong phần mô tả video đây ha, gồm có địa chỉ cửa hàng, thời gian làm việc, số điện thoại liên hệ, rồi tài khoản ngân hàng, chính sách mua hàng, chính sách bảo hành đầy đủ trong đây ha mọi người. Thì nói chung mình cứ bấm vô đây mình tham khảo thêm cho nó dễ, tại vì em nói ra thì nó hơi dài dòng tốn thời gian ha. Thì một là mình gọi trực tiếp, hoặc là mình nhắn Zalo, bên em có hình thức. Thì shop em ở thành phố Hồ Chí Minh, bên em cũng có bán trực tiếp tại cửa hàng, anh chị có thể tới trực tiếp cửa hàng mình xem máy ha. Hoặc là bên em có hình thức thứ hai là ship COD toàn quốc. Hình thức ship COD thì mọi người vui lòng đặt cọc trước giúp em từ 100 tới 200 ngàn, tiền cọc bên em sẽ trừ trực tiếp vô tiền máy. Và máy em quay video giới thiệu có phụ kiện gì thì em sẽ báo rõ chi tiết từng cây ha. Rồi, ok, đánh cây đầu tiên iPhone 6 64GB, main zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cỡ 95-96%. Tại sao? Vỏ zin nếu mà mấy con này thay lên á, nằm ngoài cửa hàng thì ít nhất nó bán cũng gì ngoài 900 tới 1 triệu. iPhone 6 64GB, máy full nha, full vân tay. Đó, phần mềm thì em cài đặt một số ứng dụng cơ bản. iPhone 6 64GB, máy quốc tế 100% nha mọi người. Tất cả đều là máy quốc tế. Tình trạng pin là pin zin 81%, vân tay đầy đủ, màn zin, camera sau 8 chấm, camera trước 2 chấm. Thì máy này thì nếu anh chị muốn thay pin new 100% thì cộng cho em thêm 80 ngàn. Còn giá này là em bán em pin zin 81%. Mà lấy ok, iPhone 6 nhỏ nhưng mà 6 thường nhỏ, màn hình 4,7 inch. Đó, RAM 1GB, bộ nhớ trong 64GB, máy quốc tế. Con này thị trường gì đây? Để coi coi. Thị trường GA, hình như GA là máy Nhật hay sao? M là máy mới, GA là máy Nhật. Máy Nhật, một SIM. Đó, giá bán 750k. Tặng kèm móc lưng dán cường lực. Tiếp theo, Realme C3. Realme C3, ngoại hình thì ok, đẹp, 97-98%. Nhưng mà còn thanh lý rẻ như gì, 777 ngàn thôi. Nói chung tình trạng sao báo rõ nha. Con này màn zin 100%. Đây, còn siêu dán màn hình luôn. Cái siêu dán màn hình này là sao? Khi quý vị bóc hộp ra thì hãng nó sẽ không có tặng kèm cường lực cho mọi người đâu. Đa phần bây giờ 100% máy nó bán ra là nó chỉ tặng một miếng dán màn hình, gọi là miếng dán chống chày thôi. Thì kiểu nó vậy nè. Đó, miếng dán zin theo máy nha mọi người. Đó, con này thì bữa mua số lượng 4 cây gì đó. Nhưng mà con này thì tình trạng em báo nha, rõ nha. Bao men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình đẹp. Pin 5.000, con này pin trâu lắm quý vị, pin 5.000, chạy chip G70, 777k thôi, màn hình 6.5 inch, mọi người thấy trên đây không? Nó hơi chấm, hơi bụi, kiểu như là nó hơi bầm xíu, nè góc này nè, đó, góc màu trắng, nhiều khi quay mọi người cũng thấy nữa, nhưng mà khi mọi người vô cái nền đen á, thì nó sẽ hơi bầm bầm xíu giống vậy nè, đó, nó hơi bầm bầm xíu, đó, còn lại là ok, hết màn zin, còn lại là đẹp, không ám mố gì hết nha, pin 5.000. 3 camera sau 12 chấm, có vân tay nha. 777k, pin trâu 5.000, có vân tay. Con này cũng thanh lý mấy trần thôi, tại con này mua lỗ rồi. Em mua một lô là 850. Đây, camera độ KH nè. Đó, khi mọi người vô một cái nền màu ấy, hơi 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 bầm bầm xíu, còn mọi người xài là bình thường. Đó, camera vẫn đẹp. Thì mấy con này là hai sim thẻ nhớ đầy đủ hết. Mọi người khỏi khỏi phải lo vụ đó ha. Thì con này em thanh lý mấy trần, thanh lý lỗ rồi. 777k, Realme C3, màn zin, màn zin, vỏ zin, bao zin. Rồi thứ hai cái này cũng thanh lý nè, cái này 999k, tặng ốp lưng, chỉ cường lực. Oppo A53, con này hồi xưa em bán cho khách, xong rồi khách xài
nó bị hư màn hình, xong rồi người ta đi thay màn hình ở đâu á, thì nói chung màn hình này là đã 2 lần rồi nha. Nó có cái chấm phản quang ở đây nè, mọi người thấy không? Đó, nó có cái chấm phản quang này, có sao báo rõ nha. Tại bữa em bán cho khách là 1,6 triệu mấy á, đi thay màn hình xong rồi tình trạng vậy thì em thu chỉ được giá này thôi. Em thu lại 950, bán 999k ha. Con này là Oppo A53, RAM 4 128, máy chính hãng nha mọi người. Máy chính hãng nha. Đây. Chính hãng là RAM 4 128. A53, RAM 4 128, chạy chip Snapdragon 460, màn hình 6.5 inch, màn hình đục lỗ. Nó chỉ có đúng cái phản quang ở đây thôi, còn lại là nhiều khi quay mọi người cũng thấy nữa. Nó hơi sáng vậy đó. Pin 5000, camera sau 13 chấm, camera trước 16 chấm, hai sim, máy chính hãng Việt Nam. Con này thì phần mềm nó bảo hành chính hãng Việt Nam trọn đời nha. Chỉ có màn hình thôi, màn hình là màn hình thay rồi. Tại vì khách xài xong rồi hư màn hình đi thay. Đó, có sao bảo vệ cho dễ. Giá 900 mấy thôi, giá chữa cháy thôi. Loa kép nha. 900 mấy ngàn nha mà có loa kép nha. Đó. Giá bán 999k, tặng kèm ốp lưng. Con này không tặng kèm sạc nha mọi người, tại thanh lý rồi. Cái này em mua lại cho khách thôi. 950 bán 999k. Đăng câu view thôi, mấy cái này đăng câu view thôi, chứ nếu mà đúng là tách ra lấy cái màn hình, mua cái màn hình zin cỡ 400 ngàn vô bán cũng được 1,6 triệu. Tại màn hình zin con này nó cũng không mắc lắm, nhưng mà thôi lỡ mua thanh lý luôn. Mà khách đi thay màn hình cũng 400 mấy 500 ngàn đó vậy, nhưng mà thay màn hình thường thôi, không phải màn hình zin. Rồi tiếp theo, Oppo F9 Pro, máy 97-98%. Con này thì có số lượng nhiều, bữa giờ em cũng bán lẩm đẩm được 6-7 cây rồi. Đó, lấy một lô F9 Pro màu trắng xanh, thì màu này là màu mới nha quý vị. F9 thì nó sẽ ra hai mã, cái mã đầu tiên là màu đỏ với màu đẹp, màu xanh xanh đen với màu đỏ. Cái mã thứ hai là ra màu tím với lại màu trắng xanh này. Nó hai đợt, gọi là hai đợt, đợt trước đợt sau. Đây là Oppo F9 Pro, ngoài cái cấu hình nó khác y chang nha, nó chỉ khác cái bộ nhớ thôi. Nếu mà F9 thường nó là bộ nhớ trong 64 GB thì con này bộ nhớ trong của nó là 128 GB, F9 Pro 128 GB, còn lại y chang. Màn hình 6,3 inch, độ phân giải Full HD, chip B60, camera sau 16 chấm, màn hình giọt nước, camera trước 20 chấm, pin 3500, hai sim. Đó. Đây, thẻ nhớ đầy đủ, màn đẹp nha, con này thì màn đẹp. Đó. Full chức năng hết. Hả? 1,088 triệu, giá vẫn như cũ luôn ha. Oppo F9 Pro 1,088 triệu. Vivo Y12, còn cây thôi. Vivo Y12, Y12 máy quốc tế, cấu hình cao hơn chính hãng rất nhiều. Ngoại hình cũng 97-98%. Mấy con này thì đầy đủ phụ kiện hết, mọi người không có cần phải lo. Đó. F9 cũng đầy đủ phụ kiện nha, sạc cáp bắp lưng. Nói chung là mấy cái này không thanh lý. Mấy cái thanh lý thì em quay đầu clip em báo rõ. Đây là Vivo Y12, con này thì cấu hình cao, RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB, chạy chip Snapdragon 665, pin 5000. Màn hình 6,35 inch, vân tay khuôn mặt đầy đủ, màn hình giọt nước, hai sim, thẻ nhớ. Pin 5000, pin con cây cực kỳ ok luôn. Nói chung thì trâu thì không phải trâu lắm, nhưng mà tầm giá 1 triệu mấy à, có 1 triệu mốt mà. Đó. Con này em bán có 1 triệu mốt à, thì tầm giá này có chip Snapdragon là ok, đầy đủ phụ kiện, về nhà chỉ cần chọt cái que chọc sim vô là xài. Vivo Y12 xài vô tư, 1 triệu mốt. Rồi tiếp theo, Oppo F11 à, đợt này mới về, mới về thì mấy cây, nhưng mà quay cái cây cũ trước đi, thì tại giờ giờ về cái mới là màu khác. Đây, Oppo F11 máy cũng 97-98%. Những cái máy này em có bán quanh năm, tại hàng này là hàng có số lượng nhiều. Đó, nói chung là vậy cho vậy. Oppo F11 thì nếu mà là máy chính hãng thì bộ trong của nó 64 GB. Con này là máy quốc tế, bộ trong nó cao hơn 128 GB. Đó, còn lại là y chang. Màn hình 6,5 inch Full HD, chip B70, pin 4000, camera 48 chấm, camera trước 16 chấm, hai sim, có xài được thẻ nhớ đầy đủ ha mọi người. Full chức năng. Cũng đầy đủ phụ kiện. Ok hết.
tặng kèm ốp lưng dáng cường lực sạc, giá bán 1.350.000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện rồi, mọi người không cần phải mua thêm phụ kiện. Thì đây, tiếp theo của con món máy này, con này thì em bán không tặng kèm sạc nha, nhưng mà em trừ vô giá bán cho mọi người. iPhone 6s Plus, men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cỡ 95-96%, đây, quay rõ nha. Đó, cây này em đang bán giá 1,4 củ thôi, nhưng mà tình trạng đây, đây đây, iPhone 6s Plus, màn zin nha, màn zin, 3 li tách đầy đủ, nè, 3 li tách đầy đủ nha, ok ha. 128 GB, máy mã Mỹ, cũng là hàng mới, bóc hộp, thị trường Mỹ, máy quốc tế, pin 100%, cây này em bán chỉ có 1,4 triệu thôi. Tại sao bữa cây 64 GB em bán 1,450 triệu, mà cây này em bán 1,4 triệu, con này là 128 GB, tại vì mua rẻ bán rẻ thôi chứ giờ biết sao giờ. 128 GB nha. Đó. Vân tay đầy đủ nha, vân tay đầy đủ, camera sau 12 chấm, camera trước 5 chấm, iPhone 6s, máy quốc tế, đây. Đây đổi qua rồi. iPhone 6s máy quốc tế. 128 GB. Nó hơi hết 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 pin rồi, nó hơi chậm ta. Một trăm hai mươi tám ghi máy quốc tế Mỹ, 1,4 triệu đó. Rồi tiếp theo Samsung Galaxy A05, máy chính hãng thị trường Việt Nam, zin 100%, A05 nha quý vị. Con này thiết kế mọi người thấy không, máy cỡ 97%, không phải ít đâu ha. Con này cũng tặng đầy đẹp, đầy đủ phụ kiện luôn. A05 thì con này đời mới rồi, nó chưa ra A06, A05 là mới nhất rồi. RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB thôi, tại vì con này là hàng mua của thương mại điện tử hay sao quý vị. Này, RAM 4 GB, 64 GB, chip G85, pin 5000, camera sau 50 chấm, camera trước 8 chấm. Đây, A05. Giá bán 1.690.000. Rồi con này đời mới quá rồi, nói chung anh chị cứ chủ yếu là quan trọng giá thôi. Còn chất lượng khỏi phải nói, zin 100%, 1.690.000, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo một cây máy độc lạ Bình Dương, 15 Pro Max của Techno. Vân này là vân giả da nha quý vị, giả da. Cái mặt lưng sau là lưng giả da. Camera mọi người nhìn như iPhone 15 Pro Max đúng không? Viền vuông luôn nè, quá dữ luôn. Loa kép luôn. Nhưng mà con này là một con cấu hình giá rẻ đó. Giá rẻ đó. Techno Spark 20C, con này khách mới xài được có 1 tháng mấy à. Đây, khách mới mua máy new là 2 triệu rưỡi nè, bây giờ bán lại cho quý vị giá 1,7 triệu, lỗ 8 xị, mới xài có 1 tháng trời. RAM 4GB, 128GB, camera cũng 50 chấm, màn hình của nó là 6,6 inch, tần số quét màn hình 90Hz, pin 5000, camera trước 8 chấm. Techno Spark 20C, con này là máy chính hãng nha quý vị, chính hãng bảo hành trực tiếp tại Việt Nam nha. Những con này là bảo hành trực tiếp tại Việt Nam. Đó. Camera trước là kép Spark 20C. Người chơi bạn chưa chắc họ. Giá bán 1.700.000, tặng kèm sạc dán cường lực. Cường lực dán sẵn rồi nè. Trời ơi, cái miếng dán cường lực này em nói chú vậy em mua không, nó khích rịch như zin luôn. Miếng dán cường lực nè, như cái miếng dán cường lực zin luôn, không có một vết, không có một lạc nhịp gì luôn, dán miếng cường lực vô ưng máy ghê. 15 gồm mắt Techno 1.700.000, tiết kiệm được 800.000, khách mới mua thôi. Rồi Oppo K5, máy zin 100%, men zin, màn zin, vỏ zin luôn, ngoại hình cả 96%, nói chung vỏ zin thì nói vậy thôi. Màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình, cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 730G nhớ gì. Camera sau 48 chấm, camera sau 64 chấm, camera trước 32 chấm. Con này thì cấu hình nó cũng ngang ngang với lại cái con Samsung Galaxy A71 quý vị. Chị ơi, chị cho em hỏi cái cọng này chị mua.
RAM 8GB, pin 4000, có sạc nhanh VOC nhau gì. Snap 730G. Nói chung con này có hình thì khỏi phải nói. Đó, chủ yếu là cái thiết kế của nó mọi người. Thiết kế của nó nó hơi cũ xíu. Tại cái dòng thiết kế này nó giống như là Renault 3. Đó, Renault 3 thì giá cũng 2 đồng mấy. Thì cái này em đang bán giá là 1.990.000, tặng kèm ốp lưng, sạc dán cường lực. Tiếp theo một cây máy thanh lý Oppo Reno 5, ngoại hình thì còn tương đối. Tại nói chung khách xài kỹ, nhưng mà nói chung khách này xài cũng lâu rồi. Đây, đây nó hơi phẩy xíu. Nhưng mà thanh lý chỉ có 1.990.000 thôi. Đó thì tiền nào của đó vậy, tại vì mua lại của khách đó, được giá rẻ. Đây Oppo Reno 5, nếu mà cửa hàng người ta bán những cái con máy này, Reno 5 nè, giá không dưới 3 triệu. 3 triệu mốt, 3 triệu 2 cũng có, hoặc là cửa hàng lớn á. Đó, người ta mua mấy cũ mấy cái này cũng phải trên 3 triệu. Còn hỡi dùng mà mọi người mua online giờ cũng phải 2 triệu 7, 2 triệu 8. Oppo Reno 5, RAM 8 128, men zin màn zin nha mọi người, màn zin 100%, camera sau 64 chấm, camera trước 32 chấm. Camera trước 44 thôi ta, để em xíu coi. Camera trước 44 chấm, màn hình AMOLED, tần số quét màn hình 90Hz nha mọi người. Tại cái này mua lại của khách nó được rẻ rẻ xíu. Đây, tần số quét màn hình 90Hz, pin 4300, có sạc nhanh VOC. Mấy full nó đó, tại con này khách đang xài mà, khách qua khách bán. Đó, full hết. Đó, tình trạng nó gì đó do khách xài lâu nên nó có lưu cái TikTok một chút xíu mọi người thấy không? Đây đây, để em quay rõ cho. Đó nó hơi lưu ảnh TikTok chút xíu. Khi mọi người xem video thì nó không ảnh hưởng gì hết nha. Đây, mọi người xem video thì không sao hết. Đây, ví dụ như mọi người xem TikTok thì bình thường. Nội dung trên đây thì nó bình thường. Đó. Nó hơi lưu một chút xíu vậy thôi. Quay lại nè. Đó, nó lưu ngay cần TikTok đó. Giá bán 1.990.000, tại con này em mua lại của khách là 1.800.000 rồi. Tại do cái màn hình thôi. Hơi lưu chút xíu. Còn nếu mà đẹp thì phải có 2 đồng mấy. Không rẻ. Tiếp theo, đây. Bữa ai học AM2 thì hôm nay có Samsung Galaxy A12 A22. Ngoại hình cả 97%, ở đây nó hơi phẩy xíu. Đó. Quay rõ cho nha, ở đây nó hơi phẩy xíu, lưng thì đẹp. A22, men zin màn zin, ngoại hình 97%, màn hình đẹp keng nha mọi người. Màn hình đẹp keng không ám hố. Đây, màn hình là khỏi phải chơi. Màn hình đẹp xuất sắc, không ám hố. Không loạn liệt, màn zin 100%. Thì con này cũng là màn hình 90Hz nè. A22 chính hãng Việt Nam. Tại con này thì không có xách tay, quý vị khỏi phải lo xách tay ha. Tần số quét màn hình 90Hz. Bị cái con A22 này nó chỉ có 4G thôi nha, không phải là bản 5G. Nhưng mà đổi lại bản 4G là màn hình AMOLED. Thì màn hình AMOLED nó mắc hơn màn hình LCD. A22 5G thì cái giá nó không có cao đâu. A22 4G hiện tại bây giờ giá nó mới ok. Giá bán 2.150.000, Samsung Galaxy A22 4G, 2.150.000, màn hình đẹp keng zin. Oppo K9X màu tím, ngoại hình 98%, K9X. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, chip Dimensity 810 5G, con chip này thì khỏi phải chê. Màn hình tần số quét 90Hz, 6.5 inch, pin 5000, camera sau 64 chấm, camera trước 16 chấm, máy full chức năng. K9X nha mọi người, giá mềm cho mọi người cứ đi tham khảo qua. K9X này người ta bán không rẻ đâu. Giá bán 2.290.000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, sạc, ốp lưng, dán cường lực. K9X nha. Oppo Reno 6Z 5G, máy chính hãng Việt Nam, màu bạc đa sắc, ngoại hình cỡ 96-97%, cho khung viền người ta xài nó hơi phẩy thôi. Còn lưng thì ok, tại cái lưng này lưng nhám chống bám vân tay nên người ta xài nó chưa có bụi. Đó. Đây là Reno 6Z 5G, cũng RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip Dimensity 800U, màn hình 6.43 inch, camera sau 64 chấm, camera trước cũng 44 chấm, pin 4300, có sạc nhanh VOC nha mọi người, tặng kèm sạc VOC cho mọi người.
vừa Màn tra đặt. hình AMOLED vươn tay trong màn hình Reno 6Z 5G, giá bán 2 củ 3. Oppo Reno 7Z 5G, ngoại hình cũng 97%. Thiết kế viền vuông 7Z 5G, cấu hình cũng cao nha. RAM 8GB, 128GB, chạy chip Snapdragon 695G, màn hình cũng 6,43 inch, pin 4.500, camera sau 64 chấm, camera trước 16 chấm, màn hình thẳng như gì? Màn hình thẳng thiết kế vuông, Reno 7Z 5G. Giá bán 2 triệu 750 ngàn. Đầy đủ phụ kiện, ốp lưng, sạc VOC, dán cường lực. Redmi K40 Gaming, máy nguyên zin 100%, ngoại hình 97%. Con này thì thị trường nó bán cũng 4 đồng. Máy zin 100% nha. Con này cấu hình RAM 12GB, bộ nhớ 128GB, màn hình AMOLED, tần số quét màn hình 120Hz, pin 5000, camera 64 chấm, camera trước của nó là 13 16 chấm gì đó. Loa kép siêu to. Là kép K40 Gaming, RAM 12GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip Dimensity 1200. Chip này nó ngang ngang với lại chip Snapdragon 865 á. Thì con này dành cho chuyên game thôi. Đó. Rồi tiếp theo em lại giới thiệu Vivo V25 Pro, hàng full box. Hàng này bên em có số lượng nha quý vị. Nói chung để nhiều á, để nhiều trên đây quá nó không có đủ chỗ nên lâu lâu nên chỉ quay một cây thôi. V25 Pro, máy chính hãng full box, tất cả phụ kiện đều zin theo máy. Lúc mà quý vị mua mới như thế nào thì bán máy này cũng vậy nha. Vivo V25 Pro, RAM 8GB 128GB, chip Dimensity 1300, màn hình AMOLED, tần số quét 120Hz. Camera 64 chấm, camera trước 32 chấm, pin 4800, sạc nhanh 66W, sạc chưa được 1 tiếng đầy pin nha quý vị. Cầm sạc zin của nó sạc chưa được 1 tiếng đầy pin. Màn hình cong. Giá bán 3 triệu 990, máy full box nha, đầy đủ phụ kiện. Oppo Reno 8T 5G, không bữa có quay rồi ha. Màn zin vỏ zin, ngoại hình cỡ 97 98%. Con này thì không có xét xước nè, tại con này mới hãng thanh lý ra, còn ok. Màn hình AMOLED vươn tay trong màn hình, màn cũng là màn cong. Thì cái Reno 8T 5G này nó có hai bản nha mọi người. Một cái bản RAM 8128 và một cái bản RAM 8256. Thì cái này là bản max option. Thì tại sao em bán giá trên 4 triệu? Tại vì đây là bản RAM 8256 nha. Nó sẽ có bản bản 128 nữa. 128 thì bây giờ cửa hàng ngoài nó cũng bán 4 đồng mấy rồi quý vị. Con này em bán 256 giá ngang ngang 128 luôn rồi. Màn hình 6,7 inch, tần số quét 120Hz. AMOLED vươn tay trong màn. Camera sau 108 chấm, pin 4800. Snapdragon 695, camera trước 32 chấm, màn hình đẹp keng, không một vết tì luôn. Nói chung hãng thanh lý ra kiểu như họ thu cũ đổi mới á. Họ thu những cái máy cũ lại để nó đổi, nó bán những cái máy đời cao á, đời mới ra nè. Đó, giờ nó có máy cũ. 8T 5G. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Lộc. Giá bán là 4 củ 3, tặng kèm ốp lưng, sạc VOC cho quý vị ha. Renault 8T 5G, ngoại hình rất đẹp nha quý vị, 98%. Nói chung em bán mới cũ mọi người cũng biết rồi ha. Thường thường mấy cũ em báo chừng 95, 96, 97, 98 hiếm, 98 mà đẹp, hiếm. Tại vì mấy cũ mà đâu có ai dám nói thôi ha. Rồi, còn cây cuối cùng, Sony Xperia 1, cây này em đang xài. Nói chung xài quá dữ luôn quý vị. Loa với nó là nghe cực kỳ hay. Xperia 1, máy zin 100%, zin áp suất. Cái này thì hiện tại bây giờ thị trường Việt Nam nó không có hàng nữa quý vị. Thị trường Việt Nam hiện tại không bán mã này nha. Sony là hiện tại bây giờ không bán điện thoại tại Việt Nam nữa. Những cái máy này nó chỉ bán tại những cửa hàng với dạng là máy xách tay. Con này là Xperia 1, Snapdragon 855, màn hình của nó là 6,5 inch, độ phân giải 4K, màn hình OLED nha. Màn hình này là màn hình OLED, độ phân giải 4K, RAM 6GB 64GB.
camera sau 3 cái 12 chấm. Camera này anh chị nào mà biết chỉnh hậu kỳ á, chụp là tới ông chuyện luôn. Loa kép nha, có chống nước đầy đủ. Đó. Thì con này em đang xài nên em có mua thêm gắp lưng đó, nên quý vị cứ yên tâm cái vụ này ha. Đó, bán quay sau là bán lại vậy đi, giá bán là 2,5 củ tặng kèm xài ốp lưng rồi. Ok ha, hôm nay chỉ có vậy thôi. Anh chị xem video, nếu như mình có nhu cầu mua hàng hoặc mình cần trao đổi máy hoặc cần tư vấn gì, mình gọi trực tiếp với em hoặc nhắn Zalo ha, 0767347340. Cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.